Gần đây với việc Celestia đã công bố cái thông tin Airdrop Token Tier TIA cho những cái người dùng đủ điều kiện, thì những cái từ khóa Celestia và Modular Blockchain đang được rất là nhiều anh em trong thị trường crypto quan tâm. Nếu như anh em chưa biết thì Modular Blockchain được xem là một cái xu hướng, cái xu thế có thể giải quyết những cái vấn đề mà các cái blockchain cũ gặp phải, và Celestia là cái dự án điển hình và cái dự án tiên phong trong cái mạng Modular Blockchain này. Vậy thì Modular Blockchain là gì? Và Celestia đang đưa ra những cái giải pháp nào để giải quyết các cái vấn đề của blockchain cũ? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong clip ngày hôm nay nhé. Để anh em có thể hiểu hơn về cái bối cảnh ra đời của Celestia thì mình sẽ dành một chút thời gian ban đầu để mà so sánh cái sự khác nhau giữa Monolithic Blockchain, tức là cái blockchain theo thế hệ cũ như là Avalanche, như là Solana, như là Sui, và Modular Blockchain, tức là cái blockchain phát triển theo cái xu hướng đó là module, ví dụ như là Celestia. Và để chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng nhất thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu về ba cái khái niệm quan trọng trong quá trình vận hành của một blockchain. Đó là thứ nhất là consensus, tức là cái sự đồng thuận. Cái thứ hai đó là data availability, hay là được viết tắt đó là DA, và được hiểu đó là cái tính khả dụng của dữ liệu. Và cuối cùng đó là execution, tức là cái việc thực thi ở trong blockchain. Đầu tiên về consensus, anh em có thể hiểu thì cơ chế đồng thuận ở đây là những cái cơ chế được sử dụng trong các cái hệ thống máy tính nhằm đạt được cái thỏa thuận về một giá trị dữ liệu hoặc một cái trạng thái duy nhất của mạng giữa các cái máy tính trong hệ thống đó. Đối với cái cách quản lý dữ liệu truyền thống, giả sử như dữ liệu của các cái sinh viên trong một trường đại học, thì cái việc mà can thiệp đến dữ liệu của sinh viên, thay đổi, điều chỉnh hay thêm mới, cập nhật gì đó thì chỉ có những cái người là quản trị viên hay là admin của cái hệ thống đó mới có thể truy cập và chỉnh sửa được. Tuy nhiên thì đối với blockchain hoạt động theo một cái nguyên tắc phi tập trung thì các cái dữ liệu có thể tự điều chỉnh và cập nhật mà không phụ thuộc vào bên thứ ba nào cả. Và cái việc đó được có thể được xảy ra là nhờ cái sự đóng góp của rất là nhiều người với tư cách đó là validator node. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói về DA, tức là tính khả dụng của dữ liệu. Anh em có thể hiểu đơn giản, tính khả dụng của dữ liệu là sự đảm bảo là dữ liệu, toàn bộ dữ liệu trong khối nó đã được xuất bản và những cái dữ liệu đó nó đang sẵn sàng để sử dụng và dành cho tất cả những người tham gia blockchain có thể khai thác. Execution, tức là việc thực thi. Anh em có thể hiểu đơn giản, execution nó sẽ là việc đảm bảo cho các cái giao dịch đang chờ sẽ tiếp tục được thực hiện, từ đó đảm bảo cho trạng thái của blockchain nó luôn luôn vận hành, tạo ra các cái block, tức là các cái khối mới và luôn luôn hoạt động. Vậy thì monolithic blockchain, anh em có thể hiểu đó là cái blockchain mà đang tìm cách đó là giải quyết và thực hiện cả ba cái công việc mà mình vừa nói ở trên, tức là consensus, cái DA và cái execution. Và chính vì vậy thì thông thường các blockchain phát triển theo dạng này á, thì nó sẽ tùy vào cái mục đích mà nó hướng đến, nó sẽ cố gắng nó tối ưu một khía cạnh nào đó, thí dụ như là về khả năng mở rộng hoặc là sự phi tập trung hoặc là bảo mật. Mình sẽ lấy một cái ví dụ, blockchain nó muốn phát triển và tăng cái khả năng xử lý giao dịch, tăng cái thông lượng, thì nó sẽ buộc phải tối ưu cái không gian khối, đúng không ạ, và sẽ cố gắng xử lý nhiều giao dịch nhất trong cùng một khối. Và bởi vì cái sự tối ưu như vậy cho nên buộc cái hệ thống phần cứng hoặc là phần mềm của các cái validator node tham gia vào cái blockchain đó nó phải có một cái yêu cầu rất là cao, và đây chính là cái rào cản khiến cho số lượng validator đáp ứng đủ cái điều kiện nó giảm xuống. Và khi mà chúng ta bị giảm về validator node thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải hy sinh một chút về sự phi tập trung và thậm chí là tính bảo mật. Chính vì vậy thông thường những cái dự án phát triển theo hướng monolithic blockchain, anh em có thể thấy là nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc giải quyết là tam đề của blockchain, như anh em đã biết đó, tức là cái khả năng mở rộng này, cái tính bảo mật này và tính phi tập trung. Chúng ta có thể nhìn lại một số blockchain trước đây, ví dụ như là Ethereum của ngày trước nhé. Ethereum ngày trước thì anh em thấy là cái sự phi tập trung và bảo mật của nó rất tốt, nhưng mà bù lại thì nó bị một cái hạn chế, đó là xử lý giao dịch rất là chậm và đắt, đúng không ạ? Trước những cái hạn chế của monolithic blockchain thì người ta đưa ra cái ý tưởng về modular blockchain. Modular blockchain anh em có thể hiểu là cái blockchain nó sẽ cố gắng nó chuyên biệt hóa từng cái chức năng, từng khía cạnh vận hành cho một blockchain. Ví dụ như là nó sẽ cố gắng nó chuyên biệt hóa cái execution ra riêng,
cái DA và consensus ra riêng, vân vân. Và từ đó nó giúp cho cái blockchain nó chỉ chuyên biệt về một hoặc là hai chức năng nào đó thôi, và nó tập trung vào cái khâu đó thôi, còn để những cái khâu còn lại cho những cái blockchain chuyên biệt khác nó thực hiện. Thì từ đó nó khiến cho cái khả năng mở rộng, cái tính phi tập trung và cái tính bảo mật của blockchain nó được toàn vẹn và nó có thể phát triển một cách đồng thời. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn khi mà nói về cái dự án Celestia. Ý tưởng của dự án Celestia đó chính là phân tích các cái tác vụ ở trong một cái blockchain platform thành các cái module chuyên biệt, như là lớp đồng thuận là consensus layer, hoặc là lớp thực thi đó là execution layer, và Celestia sẽ được xây dựng dưới dạng đó là proof of stake và chịu trách nhiệm thực hiện hai cái nhiệm vụ, đó là xác thực cái tính hợp lệ của giao dịch và cái tính khả dụng của dữ liệu, tức là chịu trách nhiệm của một cái công việc của consensus và data availability layer. Dưới một cái góc độ kỹ thuật thì Celestia nó sẽ là một cái layer 1 được rút gọn và chỉ thực hiện những việc cốt lõi mà layer 1 cần phải làm, tức là đặt hàng các cái giao dịch và cung cấp dữ liệu. Celestia nó sẽ chỉ đặt hàng và xuất bản các cái dữ liệu mà các cái developer và người dùng đưa vào, không thực hiện bất kỳ những cái tính toán nào. Và bởi vì cái yếu tố như vậy, Celestia nó sẽ đảm bảo được cái khả năng mở rộng mà vẫn duy trì được cái sự bảo mật và phân quyền, bởi vì sẽ không có một cái môi trường cho các cái smart contract hoạt động và xử lý giao dịch, cho nên toàn bộ những cái giao dịch ở trên blockchain sẽ được thực hiện một cách off-chain, tức là ngoài chuỗi, và sử dụng các cái công nghệ roll-up để thực hiện cái công việc đó. Tức là anh em có thể hiểu Celestia đang đảm nhiệm cái công việc consensus và DA, trong khi các cái roll-up nó sẽ đảm nhiệm cái công việc đó là execution. Kể từ khi xây dựng và phát triển đến nay thì Celestia đã trải qua một số cái cột mốc khá là quan trọng. Đầu tiên vào tháng 12 năm 2021 thì dự án đã ra mắt cái phiên bản DevNet đầu tiên. Tiếp theo đó vào khoảng tháng 5 năm 2022 thì dự án đã ra mắt cái testnet với tên gọi đó là Mamaki. Thì testnet Mamaki được xem là cái giai đoạn đầu để dự án có thể kiểm tra lại toàn bộ cái tính khả thi trong cái quá trình vận hành theo cái modular blockchain của mình. Và đến tháng 12 năm 2022 thì dự án đã ra mắt cái testnet giai đoạn 2, đó là Africa và Mocha. Thì trong cái giai đoạn này, dự án cho phép các nhà phát triển có thể xây dựng các cái rollup dưới dạng đó là EVM, Solana VM hoặc là Cosmos VM rollup để có thể vận hành thử nghiệm ở trên mạng lưới của Celestia. Đến tháng 2 năm 2023 thì dự án tiếp tục ra mắt gói Rollkit. Anh em có thể hiểu Rollkit được là một cái bộ công cụ để hỗ trợ cho các cái nhà phát triển có thể xây dựng các cái rollup ở trên Celestia một cách dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và tương thích tốt hơn. Và đến tháng 9 năm 2023 vừa rồi thì dự án cũng đã tiến đến thêm một cái cột mốc quan trọng, đó là công bố cái thông tin về token TIA, TIA và AirDrop cho những cái người dùng đủ điều kiện. Thì theo cá nhân mình nhận thấy đây là một cái bước chuẩn bị cho việc ra mắt cái mainnet trong thời gian tới và có thể tạo ra một cái trend liên quan đến modular blockchain. TIA là cái native token của Celestia và sẽ có tổng cung ban đầu đó là 1 tỷ token, được phân bổ như sau. Cái đội ngũ phát triển thì sẽ chiếm 17,6%, được khóa trong vòng 12 tháng và sau đó phát hành 33% tại tháng đầu tiên. 67% còn lại sẽ được vesting trong vòng 3 năm. Cái phần thứ hai đó là seed round là 15,9%, khóa trong vòng 12 tháng, sau đó phát hành 33% tại tháng đầu tiên. 67% còn lại sẽ vesting tuyến tín trong vòng 2 năm. Cái phần thứ 3 đó là Series A và Series B với 19,7%, khóa trong vòng 12 tháng và sau đó phát hành 33% tại tháng đầu tiên. 67% còn lại sẽ được vesting tuyến tín trong vòng 2 năm. R&D và Ecosystem chiếm 26,8%, chưa có một cái thông tin cụ thể nào về lịch trả token đối với cái phần này. Genesis Drop và Incentive Testnet là 7,4%, sẽ được mở khóa 100% tại cái thời điểm listing, và Future Incentive là 12,6% và sẽ được mở khóa 100% tại thời điểm là vesting. Thì token UK của TIA sẽ bao gồm đó là staking
Bởi vì rõ ràng Celestia đang hoạt động theo cái mô hình là Proof of Stake, sẽ được dùng để thanh toán phí ở trong mạng lưới, và cuối cùng đó là sử dụng chức năng governance, tức là quản trị. Thêm một thông tin nữa mà mình nghĩ anh em nên biết và nên quan tâm, đó là Celestia đã thành công gọi vốn với sự tham gia của rất là nhiều quỹ đầu tư có tên tuổi. Đầu tiên vào tháng 3 năm 2021 thì dự án đã kêu gọi thành công 1,5 triệu đô la trong vòng seed round với sự tham gia của các cái quỹ đầu tư như là Binance Labs, Maven 11, Signature Venture hay là Divergent Venture. Tiếp theo đó, vào tháng 10 năm 2022, dự án tiếp tục thành công kêu gọi vốn với cái số tiền lên đến là 55 triệu đô la và dẫn đầu là với Polychain Capital cùng với các cái quỹ đầu tư cũng rất là nổi tiếng như là Coinbase, Zoom Crypto và một số quỹ đầu tư tương tự khác. Điều này cho thấy rằng các cái quỹ đầu tư hàng đầu ở trong thị trường cũng đang đặt cái kỳ vọng và cái niềm tin vào cái mạng modular blockchain nói chung cũng như là Celestia nói riêng. Từ những cái phân tích nói trên thì anh em có thể thấy rằng Celestia đang là một cái dự án có tiềm năng dài hạn khá là lớn bởi vì những cái nguyên nhân sau. Đầu tiên thì Celestia đang là cái dự án đi đầu trong mạng modular blockchain, một trong những cái xu hướng có thể được xem là cái xu hướng cho blockchain trong tương lai và giải quyết những cái vấn đề mà các blockchain cũ đang gặp phải. Cái nguyên nhân thứ hai, cái điểm thứ hai đó là Celestia đã nhận được cái sự đầu tư rất là nhiều từ các cái quỹ đầu tư lớn và uy tín trên thị trường, thì đây sẽ là cái hỗ trợ và cái nguồn lực rất là to lớn để dự án có thể đi một cái dài hạn. Cái điểm thứ ba đó là sau khi airdrop thì ngoài cái việc đó là tạo ra một cái cộng đồng người dùng trung thành đối với dự án, thì Celestia cũng đã thành công trong việc marketing khiến cho toàn bộ thị trường crypto có thể được biết đến và theo dõi dự án này, cũng như là cái việc mà có khả năng ra mắt cái phiên bản mainnet trong thời gian tới thì sẽ là cái cơ sở để chúng ta có thể nhận định rằng là trong tương lai các cái dự án, các cái nhà phát triển, người dùng và dòng tiền có thể đổ về Celestia khiến cho dự án bùng nổ một cách mạnh mẽ hơn. Và chính vì những cái nhận định nói trên thì theo quan điểm cá nhân của mình, anh em bắt đầu có thể quan sát Celestia và cũng như quan sát tìm hiểu dần những cái dự án đang xây dựng, đang phát triển ở trên cái hệ sinh thái này để chúng ta có thể nắm bắt cơ hội một cách sớm nhất. Bởi vì khi mà thông thường các cái blockchain mới khi mà nó bắt đầu xây dựng và phát triển thì cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể gặt hái được lợi nhuận một cách ra nhiều nhất. Hẹn gặp lại anh em trong các cái clip tiếp theo của Giải Mã Crypto.